Các bạn thân mến, video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một thức uống giúp bạn có một làn da sáng, đều màu, loại bỏ được nám, tàn nhang, mụn, viêm da dị ứng cực kỳ hiệu quả. Nám da là một tình trạng có một tế bào hắc tố hoạt động quá mức tạo ra quá nhiều sắc tố melanin, vì vậy nó sẽ xuất hiện một chút vùng tối, sạm trên da của bạn. Nhưng bạn biết không, về bản chất, da cũng là một bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Nó cũng cần được ăn, được uống, được nghỉ ngơi và vệ sinh thật sạch sẽ. Da bị nám, tàn nhang, mụn hay viêm da dị ứng, mụn nội tiết là một dấu hiệu của cơ thể của bạn đang thiếu vitamin, khoáng chất, thiếu chất chống lão hóa và các tế bào của da đang bị bỏ đói. Và đó là dấu hiệu gan của bạn đang bị nhiễm độc. Bạn cần thanh lọc và đào thải độc tố ngay bây giờ. Vậy thì thức uống này là thứ phù hợp với bạn, nó có hương vị và mùi vị rất tuyệt vời. Bạn chỉ cần 10 phút để có thể làm ra nó và chỉ cần 2 nguyên liệu là có thể cho ra một công thức như thế này. Đó là lý do vì sao bạn nên theo dõi video này từ đầu đến cuối nhé. Thành phần đầu tiên trong công thức này đó chính là thanh long. Bạn sẽ cần một quả thanh long cho công thức này. Bạn sẽ cắt bỏ phần vỏ của thanh long nhé. Quả thanh long có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quý giá. Nó là một nguồn cung cấp các chất xơ, sắt, magie vô cùng tuyệt vời. Bây giờ thì các bạn sẽ chia quả thanh long ra làm đôi nhé. Sau đó chia nhỏ thành các miếng nhỏ hơn. Thanh long được biết đến là một loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như flavonoid, beta cyanin và acid phenolic. Nó là các hợp chất tự nhiên giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do ở trên da, vốn có thể gây ra các vết thâm, nám, các vết nhăn. Ngoài ra, vitamin C trong thanh long sẽ làm da sáng và loại bỏ tình trạng da xỉn màu. Thậm chí bạn có thể đắp mặt nạ thiên nhiên từ thanh long với mật ong thay cho các loại mặt nạ chống lão hóa khác. Và đây là toàn bộ phần thanh long mình có. Bạn sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt thêm một quả thanh long nữa thành những miếng nhỏ để có thể ăn kèm với món sinh tố này nhé. Rất ngon và đẹp mắt. Và thanh long sẽ giúp bạn làm dịu làn da cháy nắng, do trong quả thanh long rất giàu vitamin B3, giúp dưỡng ẩm vùng da bị rám nắng. Và trong quả thanh long có chứa nhiều chất xơ và rất tốt cho đường ruột, chống táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó thì thanh long còn có tác dụng đó là ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ bệnh thiếu máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, cải thiện tiêu hóa. Thành phần thứ hai trong công thức này đó chính là xoài. Một quả xoài là đủ cho công thức này. Bạn sẽ gọt bỏ phần vỏ ngoài đi nhé. Xoài rất tốt cho da và tóc của bạn vì chúng có chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng cần thiết cho việc sản xuất bã nhờn và sự tăng trưởng của tất cả các mô cơ thể, giúp giữ ẩm cho da và tóc. Xoài là một trong những nguồn thực phẩm giàu vitamin C. Loại vitamin này rất cần thiết cho một hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của cơ, gân và xương. Ăn xoài sẽ giúp bạn cải thiện sự hấp thụ sắt của thực vật do hàm lượng vitamin C trong loại quả này rất giàu có. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt xoài ra thành những miếng nhỏ hơn nhé, để tiện cho việc chế biến. Bên cạnh đó thì xoài còn có tác dụng đó là ngăn ngừa ung thư, kiểm soát cân nặng, tốt cho hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tốt cho bệnh tiểu đường, giúp chắc xương, phòng tránh thoái hóa điểm vàng của mắt, chống hen suyễn. Và đây là toàn bộ phần xoài mình có. Bây giờ thì các bạn sẽ để sang một bên nhé. Và nguyên liệu thứ ba cho công thức này đó chính là hạt chia. Hạt chia có tác dụng rất tốt trong việc điều trị nám da nhờ vào thành phần chống oxy hóa đặc biệt, cao gấp 7 lần nhu cầu của cơ thể. Do đó không chỉ có hắc sắc tố như là nám, tàn nhang, thâm mụn và các dấu hiệu lão hóa khác như là vết nhăn, chân chim, nó đều được khắc phục. Và loại hạt này rất giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, protein và các loại khoáng chất thiết yếu, giúp tăng nồng độ omega 3 trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, huyết áp, giúp xương của bạn thêm chắc khỏe, kiểm soát lượng đường ở trong máu, giảm tình trạng viêm mãn tính. Bạn sẽ cần 2 thìa cà phê hạt chia cho công thức này. Và đây là toàn bộ nguyên liệu mình cần, bạn sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị thêm 600ml nước lọc cho công thức này. Tiếp nữa, bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một cái máy xay sinh tố nhé.
Sau đó thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu đã được cắt nhỏ vào máy xay. Và thêm vào đó là nước lọc. Bây giờ thì các bạn sẽ cho lên máy và xay nhuyễn nhé. Tùy vào công suất của máy mà bạn sẽ mất từ 1 đến 2 phút để có được một hỗn hợp sinh tố thật ngon và hấp dẫn. Thức uống này sẽ cung cấp cho bạn một lượng vitamin và khoáng chất. Và thức uống này còn giúp cho bạn thải độc gan khỏi gan nhiễm mỡ này, máu nhiễm mỡ rất hiệu quả. Và khi gan của bạn có chứa nhiều độc tố, bạn rất dễ bị tăng cân. Da của bạn sẽ bị rạm, nám, tàn nhang, mụn. Và thức uống này giúp bạn thanh lọc gan hiệu quả. Và khi bạn thanh lọc gan, hãy kết hợp với một chế độ ăn uống thật lành mạnh, nhiều rau xanh, không sử dụng các món chiên xào nhiều dầu mỡ. Và đặc biệt trong thời gian này, bạn không sử dụng đồ uống có ga hoặc có cồn. Và đừng quên vận động nhẹ nhàng, mỗi ngày 30 phút, việc toát mồ hôi cũng là một cách giúp cơ thể loại bỏ được các độc tố, giúp da của bạn thêm chắc khỏe. Bạn sẽ cần 14 ngày để giúp da của bạn thêm khỏe mạnh và gan loại bỏ được hoàn toàn độc tố. Hãy thử áp dụng nếu thấy cơ thể của bạn bắt đầu có các dấu hiệu của các đốm nám, mụn, mệt mỏi, hay cáu gắt, stress, căng thẳng, mất ngủ. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Mỗi một ngày thì bạn sẽ uống 1 ly 350ml vào buổi sáng khi bụng đói. Thức uống này cung cấp đủ năng lượng cho bạn cho một buổi sáng làm việc, nên bạn có thể sử dụng nó như một bữa sáng hoàn chỉnh các bạn nhé. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.